tôi có thể cụ thể theo khoa học những nhà khoa học người ta chú ý nhất là trường đại học Dakin của úc đó, người ta có một số những cái công trình nghiên cứu rất là cụ thể khi mà các cháu có cái sự tăng trưởng của cái xương đó. thì về mặt hình thái học đó, thì cái xương nó dài ra nhưng mà cái mật độ xương nó chưa phát triển được có nghĩa là xương có thể bị loãng đây cũng là một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa có chú ý trong cái vấn đề bổ sung những cái khoáng chất yếu tố vi lượng cần thiết đặc biệt là những cái vitamin để làm sao cái xương nó chắc và nó khỏe À, chính vì vậy mà trong cái giai đoạn này nếu mà chúng ta coi thường chúng ta nghĩ là cái bệnh đau chân tay của bé trong thời kỳ dễ thì chỉ là những cái chuyện nó thường thôi không cần quan tâm thì nếu như mà em bé mà không may vận động quá nhiều thì cái vấn đề nứt xương gãy xương rất là dễ xảy ra do cái xương nó loãng mật độ xương nó chưa có chắc giống như là những người trưởng thành do đó thì nếu mà vận động quá mức thì chúng ta thấy rằng là ở các em thường xuyên có thể xảy ra tình trạng nứt xương gãy xương thì đây là cái hậu quả thường gặp và khi mà bị ảnh hưởng như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như là chất lượng sinh hoạt cuộc sống của các cháu. Do đó chúng ta cần chú ý là làm sao chúng ta bổ sung đầy đủ những cái dưỡng chất, khoáng chất kịp thời vào cái giai đoạn đó để bé phát triển chiều cao tới u kèm theo vấn đề cải thiện sự đau đớn trong cái giai đoạn các bé đang lớn trong cái tuổi dậy thì.